Bây giờ mặc giáp đi. Được rồi. Thôi khỏi. Anh phải tự lo cho mình chứ. Đi ra, anh phụ nó kia, mặc thêm cho nó cho nhanh kìa. Ai đâu ra cho nó kìa, lắp chân kìa. Ai đâu lắp chân nó kìa. Bộ chân cho Nam hả? Ứng, ngồi cái gì? Mấy thằng đánh sao bạn chứ? Em nó quất nó gì thế? Mấy thằng kia nâng dưới cái thì chả làm. Anh ơi, xin đây. Mày thôi mà nấu cho nó mệt cho nó nghỉ chứ. Nó đang nóng mà. Mày nóng cầm khăn đấy mà lơ. Mệt. Xong rồi. Đây giờ anh. Cho nó kia to này, nó to này. Để em không. Tao cũng thích em chứ bộ. Thôi nhé, anh nghỉ tí mình xem trận. Bo gì anh? Con à? Sợ con đau à? Uống không? Được chưa? Đau không? Tay nào? Ồ. Ôi, cái tay của anh. Ở con gái không đấu à? Không. Con gái đấu hết từ giờ rồi. Con gái. Phải có một con gái đấu. Con gái không nông không. Bây giờ em. Đây. 8 giờ rồi, 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ 15 rồi. Hay nhỉ, trò này hay. Hay nhỉ. Đâu thì trò này bao giờ. Nếu đánh nhau với danh nghĩa gọi là tích cực. Nó đang lo lắng tí nữa nó bị hấp viêm. Nam nó sợ anh Hải hấp viêm. Nghe vào cái chỗ. Nam ơi. Cứ này. Lên đây đi. Con qua bên ngoài đó. Lên đây đi nghe ơi. Cả đều. Đợi đi. Tài ơi. Tài lại bon chen. Chào. Chú Bích. Ồ, cái ông này. Làm hiểu quá. Nhẹ nhàng quá anh ạ. Lấy điểm đi đã, xong rồi đá từ từ sau. Cặn chân à? Bắt chân à? Vai, vai. Đá thì bảo em đi, em còn quay quả đá cái. Quay đi, đá nháy mắt nha. Ô, ô. Ôi. Đá thế. Nam ơi, lấy thịt ăn rồi. Mày xử lý nhanh lên, anh này xử lý nhanh mà. Nhanh lên giá. Ui giời nhá. Rồi, bao rồi, anh chị ơi, nhanh nhanh cho em, bọn em một chút. Thầy, thế mà thầy cũng phải đắp mắt. Đắp mắt quá. Make it. Chuẩn bị. Bù 30 cây. Bấm bao rồi. Con đạp một người nhỉ? Tao chơi đây nhỉ? Đâm mà đông vợ. Bao lại đi. Tiếp đi, tiếp đi. Đi mẹ, nhớ con đi. Nhớ gì mẹ, lần vần. Ô. Ô. Thấy nhiều anh có thay à? Lòng giờ người làm rồi. Không biết mất điểm chứ thôi. Ủa. Rồi vàng rồi nhá. Ôi. Chúng mặt rồi nhá. Nào chúng mặt. À em cũng mặt. Ê Hải ơi. Gân tay, gân tay, gân tay. Chúng mặt anh ơi, chúng mặt anh. Tay tuột. Nam là chúng mặt anh Hải. Nam đá hay là anh Hải đá? Đúng, 42, 24. Hải 4. Mặt 3 mà. Tay mà. Được. Đó, đá lưng mà. Lưng. Đá sườn được.
Có điểm rồi, ok. Anh tiếp đây. Cố bạn nam. Cố lên. Được rồi, vào rồi. 8-4. Dài, kém quá. Đá chân nữa. Anh nhà mất tâm lý. Đúng rồi, không, chả mặt rồi đấy ơi. Anh rồi. Hết điểm. Quạt cho nó đi. Quạt cho nam. Thôi đừng ngồi. Nhưng mà bác yêu gì à? Mấy quả chúng mà, nhưng mà thầy có nhìn thấy đâu, thầy toàn đứng bên đây nên chả nhìn gì cả. Nghe thấy tiếng nhưng mà chúng anh đi làm, anh em bị làm mày không em sẽ biết chứ. Đấy là trọng tài, cả hai, em là người cầm giờ em phải nhìn chứ. Cho lại bàn. Đúng rồi. Trọng tài chính đâu? Trọng tài chính đây nhưng mà đây trọng tài phụ rồi đó. Thế là không ăn khớp rồi. Trọng tài cho điểm hay 86. Nói chung là 86. 84. 86. 6. Đi rồi, không có thay đổi. 86. Cán bộ đây à? Không thích ai. Thế chưa? Cái cơ 84 hay 86 ạ? 86. Thôi được rồi này ạ. Anh phải bướm đầu trên tay. Trời ơi, bướm mặt nhau. Trời ơi. Thơm. Anh lại em quay. Nào, bây giờ mày hết tay tao. Tại thầy. Thầy ấy sang bên kia chứ. Chứ mà nhớ ra bên này bên phải. Anh ơi, nó đã mất vô tay á. Mất cái tính lại thôi. Tính đàn ông rồi anh lại. Nói gì đây? Anh phải cho nó tí tính đàn ông lên. Chúng mặt rồi. Chưa chúng. Mặt nam rồi. Cái này là được nhìn. Chúng mày chưa hỏi nhau biết. Chưa chúng đâu. Trọng tài lại hỏi vận động viên đã chúng chưa? Phải đấy. Mình ra đây là. Thầy ơi, em quay mông thầy à? Cái ông này chuyên gia thỏi thỏi bữa vãi rửa. Mất thời gian quá nào. Dám đây, mất thời gian quá. Anh Hải đẹp trai quá. Cười. Trúng rồi. Trúng rồi. Anh Hải trúng rồi. Không trúng rồi. Anh Hải trúng rồi. Anh Hải anh làm nên là chúng anh bỏ ra rồi. Hải lao vào đá tấn trong tay bao xe mà kìa đó. Bao rồi. Không nghe trọng tài ấy không tính điểm ở đấy. Nào, Hải lao thắng được. 86. 86 hay 8 mấy đây? 86. Đó, nào, đến 10. Vâng. Lại bù giờ. Không điểm tối đa. Không bao rồi, không lo. Ôi. Ôi. Đá mạnh quá. 18. Em trúng đâu? Trúng rồi, trúng rồi. Thua luôn. Thua chứ trọng tài. Sao thế? Bao đi. Trời ơi, mệt quá. Thầy nhớ xong mọi người xung quanh đi. Ừ. Mệt quá đi, cứ chạy chạy. Thầy mô trong thầy. Em người qua em bờ. Em bờ là sao? Em cứ bờ là sao?
Ôi, là thấp rồi. Lại thấp rồi. Anh Hải á. Anh Hải rất thân. 3 buổi. 3 từ 1 điểm. 3 lần nữa. 4 điểm, 3 lần 5 điểm. Mày ta thấy nguy hiểm lắm. Ui, ui, ui. Ui. Ăn rồi. Dính công rồi. Quả đấy tao không lấy. Hết rồi. Hết rồi. Bao rồi thế. Hết rồi. Bao rồi. Bao hết rồi. Nào, đấy. Bao 10 giây rồi, còn 10 giây đấy. Mình thôi, em. Chào. Không. Cái bao nhiêu ạ? 82. À 62. Một nhiều mệt. À em kết thúc quá nhá. Áo chân lên. Chơi thân mà đô đèo. Anh lấy đồng chí đồng. Anh ấy cho nam thành đàn ông. Anh muốn cho nam thành đàn ông. Này, anh đi nhà này. Chuẩn bị vào mặc đi, mặc đồ đi, ai đứa mặc. Hương dậy mặc rồi, nhanh lên. Anh thích màu gì? Tay còn chưa chọn rồi. Mặc à, đeo chân trước đi bạn. Bạn đeo ổ vì cái chân trước đi. Bạn đeo ổ cả hai đi. Xong rồi anh ơi, mặc luôn cả. Anh Hải ơi, mặc áo đi. Thằng nào, cô ơi mặc áo không mặc áo. Tại mày. Quay mông. Quay mọi ngóc ngách cái kiểu dạng cầm này thì chỉ có quay đủ cái thể loại. Quay cái mông thôi. Nữa đi. Tập vào. Nữa đi. Tập vào. Bỏ đi luôn. Sao đâu anh? Đây gọi chim chuyên nghiệp mặc đai. Chưa? Tay nào rồi? À, giơ tay lên. Đội tay hàng đầu thế giới thì phải chuyên nghiệp chứ. Anh giơ tay lên. Có. Đâu rồi? Bựa quá. Rồi, ok. Ngon. Bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị, đúng rồi. Mày thua mày trả tao 4.000. Chuẩn bị. Mày chuẩn bị bấm rồi. Sao lại nhẹ, sao lại lỏng ấy? Rồi, được rồi. Anh ấy rồi. Lùi lại. Ôi. Bác ơi, đây mình buộc cắt bác đi. Đi nhanh chứ. Còn một trận nữa. Tại cái sân này bé quá. Không phải đâu, cố tình chạy lên. Như là Tiểu Lý Vi Giang. Tiểu Lý Quang Giang. 2, 4, 0.
Bình tĩnh đi. Đá tao chịu thủi. Chấp. Cả hai người đều nóng rồi. Đấy, cả hai người đều mấy ông này vào trận là đánh chặt luôn. Còn hai ông này, hai người đánh chặt luôn. Đá được. Bắt đầu có quay rồi. Công giờ thì nhớ lâu quá. Thầy được mình, mấy đứa ạ. Bờ nó mới giữ được điểm. Không nói lời, không biết. Nói gì đâu thầy. What the hell à? Đấm vừa what the hell à? WTF. Thầy tài thính lắm. Đúng rồi. Hết ta hiệp 1. Chúng đây rồi. Anh Phong ơi, chúng rồi. Anh không. Chúng chết. Em coi như chúng chết mà. Thôi. Nghỉ ngơi. Anh tin nhắn. Anh ấy ở bên đấy, anh cứ tin ấy đi, tin đấu thì được. Trời ơi, vướng quá cơ. Giờ chỉ đạn nguyên. Họp bàn. Đây là hội nghị Diên Hồng. Đây là bạn thân của chúng ta. Làm gì đấy? Đây là bác ấy cây. Thì ra là nói chuyện với cây nhưng mà này. Tâm tình cùng không? Cây luôn rồi. Đang kêu không đấu thì tao làm gì? Có một thằng ngồi lên này ăn một đứa ngồi này cho nó. Cầm tay vào. Ô chị chết từ rồi, chị ấn cái gì rồi? Gì đây? Không, quay mà. Ai vậy? Ai đây? Từ ký. Anh ý định bơm khí cho mày mà. Ai từ từ? Ách. 82. Đúng rồi, đúng rồi, che kỹ vào. Đúng rồi, che thủ kỹ vào. Thủ kỹ vào. Cả hai người là chủ quan cơ. Ôi. 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 Em vào nữa thôi. 12 của 90 rồi. Mông bán đi. 12 rồi còn gì. Chấm. Chúng lại cho phát rồi đi cả hàm rồi. Cắn lưỡi ấy, hỏi cả hàm cắn cái gì? Mày thua chứ. Cái gì? Chị thua thế nào? Đúng rồi đi. Dạ chưa. Thằng này đánh ấy mà, thằng này đánh mưu mà. Tay. Mưu mà. Không, anh ơi, lúc đấy em ấn tàu cơ mà. Tôi mỗi lần dừng lại là vẫn thế.
14 à? 14. 14 10. 16. 16. 16. 15 thôi. 2 phút 15 giây. 15 giây. Hết rồi. To lại đi. Tao rồi. Còn 7 giây nữa. Để mày xem 7 giây nữa. 2 phút 15 giây mà. Bọn em còn dư ra 15 giây đấy. 2 phút 15 giây mà. Tại vì trận này đấu liên tục mà. Trận này đấu liên tục. Đấy là bọn em to lại luôn. Đây là chỉ trừ. Còn 1 hiệp nữa cơ mà. Hết rồi, 2 hiệp rồi. Em nhập mồ hôi nhiều quá mà. Phát luôn nha, luôn nè. Đi. Đi. Ôi, 6 rồi. 10 đâu? 18. Tao rồi. 18. Hết rồi. Tao còn gì nữa? 18. 18. Tao lúc nãy rồi. 18 mà. 18. Hết rồi nhá. Hết rồi. Hết rồi. Nói mấy giờ, mấy giờ. Không hiểu cái gì nhỉ. Chắc chắn hết luôn. Chờ mãi cái gì này. Chào. Chụp xuống! Yeah! Tay của mình! Chạy cờ! Giờ ra tháo đi! Anh chuẩn bị đi! Đi đi! Hết rồi! Ra tháo đi! Ra tháo chuẩn bị đi! Chụp kết! Chụp kết để sau đi! Chụp kết trận sau đi! Nghỉ luôn! Nghỉ luôn! Cho mọi người nghỉ! Không! Nghỉ luôn!